Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà đang ngang nhiên phớt lờ các quy định về pháp luật, bất chấp nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người dân để kinh doanh trục lợi, cần sớm được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để. Từ thông tin phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại khu dân cư xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội về việc xe vận chuyển chất thải nguy hại, phế thải của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà tập kết về khu nhà kho tại khu vực xã Uy Nỗ để phân loại, gây nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng cư dân. Qua thông tin trên, phóng viên Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường điện tử đã về ghi nhận thực tế trong nhiều ngày. Tại đây, hoạt động đang diễn ra như thông tin phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Những xe tải thùng, phủ bạt mang biển kiểm soát 19C07551, 19C06311, 19C03508, 19C05394 có in logo Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà chở chất thải nguy hại, phế thải về tập kết, phân loại tại khu nhà kho ở xã Uy Nỗ. Khu nhà kho này thường xuyên có nhiều lao động túc trực nhằm bốc rỡ, phân loại chất thải, phế thải. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2019, phóng viên Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường điện tử tiếp tục đi ghi nhận phát hiện xe tải mang bảng biển kiểm soát 19C15665 có in hình logo chất thải nguy hại, phế thải chạy về dừng đỗ ngay tại đường gần khu vực nêu trên. Khi vừa dừng lại, các công nhân ngồi trên xe lập tức xuống mở cửa thùng, dường như để bốc rỡ hàng xuống. Mở cửa thùng có một người đàn ông ở trong. Khi thấy phóng viên đang ghi hình, một người phụ nữ đã vội vã đóng cửa xe lại, sau đó chạy tới chỗ phóng viên cướp điện thoại. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn có những lời lẽ thô tục và chặn đầu xe của phóng viên. Theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29 tháng 3 năm 2019 cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà, trụ sở tại xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, thì danh sách cơ sở xử lý duy nhất chỉ có tại nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế, địa chỉ tại xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Còn trạm trung chuyển ở xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Không những xe chuyên dụng vận chuyển chất thải tuyệt đối không được chạy sai lộ trình, dừng đỗ, xuống tải, bốc rỡ chất thải, phế thải xuống những địa điểm mà không phải nhà máy xử lý ở Phú Thọ. Quy định giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp vốn nghiêm ngặt là vậy, nhưng quá trình vận hành đi vào hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà lại ngang nhiên làm trái ngược. Như vậy, thay vì phải đưa chất thải, phế thải về nhà máy ở Phú Thọ để xử lý, phân loại sau khi tiến hành thu gom ở chủ nguồn thải, như giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29 tháng 3 năm 2019, tài xế của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà lại điều khiển cho những chiếc xe chuyên dụng này về thẳng khu nhà kho nằm tại xã Uy Nỗ. Qua đó, dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà đang bất chấp quy định của pháp luật, an toàn về sức khỏe và tính mạng của người dân xung quanh để kinh doanh trục lợi? Mặc dù phóng viên Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường điện tử đã đặt lịch làm việc với Ủy ban dân huyện Đông Anh khá lâu, nhưng hiện tại vẫn bật vô âm tín và cùng câu trả lời muôn thuở, đang cho người đi kiểm tra, khi nào sắp xếp được lịch sẽ liên hệ lại. Việc công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Hà bất chấp pháp luật cho các xe chuyên dụng chở chất thải nguy hại tập kết tại khu nhà kho ở xã Uy Nỗ không đúng quy định, cơ quan chức năng có biết hay không? Chính quyền huyện Đông Anh xử lý như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài viết tiếp theo.